tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án DC Linux. Đây là trang web chính thức của dự án này. Cái blockchain cung cấp kết quả chăm sóc sức khỏe. Cái blockchain cho phép bạn ký sức khỏe điện tử của người tiêu dùng qua Ethereum, qua EHR và dưới cái hình thức các kế hoạch chăm sóc chung và thực sự trên chiều dài để điện cho cộng đồng cuộc sống có thể chia sẻ một cách an toàn trong sự hợp tác giữa người tiêu dùng và các thành viên trong nhóm chăm sóc của họ. Và cái dự án này đang thực hiện thời gian ICO và nó đã diễn ra lúc Indonesia đã huy động được 20 triệu đô la và tổng số đã tăng là 8.234.384 đô 40%. Và giai đoạn 1 đã bán được 107 triệu đô 94%. Về cái dự án này đã được xếp hạng trên ICO Max 89 trên 10 sao, cho ICO 505 sao, ICO đã được 4.3 trên 5 sao. Top ICO Lead thuộc hạng A. Với nền tảng DC Linux được blockchain hỗ trợ, thì DC Linux hiểu người tiêu dùng và các nhà cung cấp đội ngũ chăm sóc có thể ở bất cứ nơi nào trên thế giới và vẫn yêu cầu truy cập vào cái EHR của họ, và sau đó giải pháp của DC Linux là cung cấp năng lượng cho cái nền tảng DC Linux của đội với blockchain chăm sóc sức khỏe. Thì với các phòng khám và cơ sở y tế ngày nay đều theo cái mô hình tương tác truyền thống của bệnh nhân nhà cung cấp, điều này đặt nhà cung cấp bác sĩ lâm sàng vào với trung tâm chăm sóc bệnh nhân, và các chuyên gia này sẽ cung cấp nhà bác sĩ tổ chức chăm sóc sức khỏe và các nền tảng chăm sóc sức khỏe để hỗ trợ để khai thác các phân tích và truyền tải những kiến thức trực tiếp cho hỗ trợ này. Nó sẽ giải quyết vấn đề. Nền tảng này sẽ cung cấp mô hình chăm sóc và lịch chăm sóc này được cung cấp bởi các thành viên trong nhóm chăm sóc. Và cái DC nếu như tiềm năng cứu sống và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe với cơ sở hạ tầng cho phép blockchain kế hoạch chăm sóc chung và nhận dạng sinh học vân tay. Và đây là những cái kết nối của cái dự án này, qua Bluecare hay là KPMG, Hello3DTA, PWC, RCPA, LGOX, GP Morgan, Line, Dental Service, rất là nhiều. Với nền tảng DC Linux này, sự chuyển động của thông tin trên nền tảng blockchain và cái token DBC này nó sẽ giải quyết trao đổi từ dữ liệu và cho phép chạy mã tùy chỉnh một cách an toàn trên cái mạng cung cấp này. Và cái ứng dụng trên cái DC Linux này thì các bạn có thể xem trên cái nền tảng platform và overview ở dưới đây trên cái link trên YouTube và giao diện trên điện thoại di động thông minh. Với cái chương trình bán mã đồng báo này, DC Hill Coin viết tắt là DHC, nó sẽ mở bán từ tháng 8 đến tháng 10 với tổng thẻ để bán là 1 triệu thẻ trong tổng 5 triệu thẻ. Với cái giá một token tương ứng khoảng 1 đô la và để giảm giá lên đến 30%, số hạt cặp đây là 50 triệu đô. Và phân phối phí quỹ là 1% dành cho phát triển, 5% dành cho phần thưởng, 25% dành cho phát triển sản phẩm, 15% dành cho phát triển marketing, 15% dành cho vận hành, 20% dành cho những khác. Để ramp up của dự án này thì dự án nó bắt đầu từ năm 2016 và 2017 bắt đầu xây dựng cái nền tảng, và 2018 bắt đầu chương trình token sale vào quý 1, quý 2 thì bắt đầu cái hợp đồng thông minh và xây dựng cái nền tảng 2.0, quý 3 thì mở thêm tiếp tục xây dựng cái nền tảng, và quý 4 này nó sẽ phát triển thêm nền tảng 2.0 đó. Nó sẽ phát triển thêm trong tương lai nữa. Và những mục của dự án này gồm có Virtual Startup CEO, Occidental Gupta CIO, Swami Modi, Brad Dillon, Toby Twain, Slomo Magan, Sid Abad, Stephen Mo. Và đội ngũ cố vấn gồm có D. Manoy, Apep Kampana, Asu Gupta, Ruchu Bodhi, Ampo, Kumon Ken, Dari Sari, Jeff Parker, Agip, Sari McKinnon, Robo Hewitt, John Wewon, Linda Watkin, John Groom, Anthony O'Neill. Và một số địa điểm ở một số bệnh viện như ASIH, Asad, Saman, Evila Nettles, Ansan, Jakarta hay là Katene Vita Center, rất là nhiều.
và cũng như cái mới nhất của cái dự án này. Các bạn có thể để lại tên, email, có những gọi thắc mắc có thể gửi về hòm thư contact@dclinic.io. Các bạn có thể theo dõi trên Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Google, Instagram, Reddit về cái chương trình DCLinic, về chương trình mà mãi thông báo đầu tiên trên thế giới để kết hợp với phòng khám và tài sản bệnh viện với nền tảng chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số bằng tiếng Anh mạng để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cho bệnh nhân. Thì nó đang trong trình bản tư này, các bạn có thể tham gia dự án ngay bây giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video.